Vâng, kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Dân Trịnh ạ. Chuyên hàng bãi Hàn Nhật Mỹ Đức ạ. Đấy, lại là em đây. Các bác đi qua thì cho em Dân xin một like, một đăng ký kênh để em có thể thêm hoàn thiện kênh hơn để ra thêm thêm nhiều mặt hàng, sản phẩm phục vụ các bác nhé. Đấy, hôm nay em xin giới thiệu với các bác mẫu dây điện bãi Nhật. Đấy, bên em mới về. Đấy, nó có rất nhiều loại. Đấy. Loại ngắn này. Loại 2 ổ này. Đấy, loại 4 ổ này. Loại 5 ổ này. Đấy. Loại 5 ổ này, loại 6 ổ này, 2 4 6. Rất nhiều mặt hàng nhé các bác nhé. Em chỉ mang lên đây đại diện một số sản phẩm thôi. Đấy, ở dưới kho thì còn rất nhiều hàng này, 2 ổ này. Để phục vụ quý bác quý anh chị. Đấy. Các bác quý anh chị đi qua cho em xin một like và một đăng ký kênh. Đấy. Em hôm nay cầm điện thoại bằng tay nên là nó hơi rung, các bác thông cảm. Đấy, đây, đầu tiên em xin giới thiệu với mẫu dây điện bãi ạ. Dây bãi này thì cái ổ này thì là đấy. Rất là xịn sò luôn. 150.000. Đấy, loại bé 150.000. Đấy, loại này 150.000 một ổ. Đấy, còn loại này đắt hơn tí. Đấy. Lại 200.000 một ổ. Đấy, nhưng mà dùng rất xịn sò luôn, dây điện đảm bảo với bác là dây điện xịn luôn. Đấy, ổ cắm của Nhật. Các bác ổ này các bác có thể cắm được điện 220. Đấy và 110 đều được, nhưng cái ổ này có thể tải được cả dây điện điện mình 220 các bác nhé. Đấy, lõi đồng rất dày. Đấy, đây là ổ Nhật, ổ điện của Nhật bãi, rất là xịn sò cho các bác. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác. Đây, mẫu bình giữ nhiệt đây. Bình giữ nhiệt bên em mới về. Đấy. Nhưng mà cái vỏ này nó hơi bẩn rồi nên là lúc mà giao hàng cho các bác thì em chỉ có giao cốc không thôi các bác nhé. Đấy, tại vì này. Đấy. Tại vì nó vỏ này nó cũng bong hỏng hết rồi. Đấy. Đấy, cốc giữ nhiệt này. Cốc giữ nhiệt này. Đấy. Bình giữ nhiệt này. Bình giữ nhiệt này. Đấy. Đây nữa. Bình bé này nữa, bình mini này nữa. Bình này các bác có thể pha cà phê nhé. Đấy. Pha cà phê. Đây. Pha cà phê, pha sữa, pha cái gì cũng được. Đấy, pha trà. Để vào đây, giữ nhiệt rất tốt các bác nhé. Bình là 100% của hàng bãi Nhật xịn nhé. Nhưng mà chưa qua sử dụng các bác nhé. Hàng này là hàng chưa qua sử dụng nhé các bác nhé. Đấy, em về rất nhiều cái mẫu này nhé. Mẫu nào cũng có nhé các bác nhé. Đấy, đây là một mẫu này, các bác nào đặt hàng chụp ảnh lại màn hình giúp em ạ. Đây là bình giữ nhiệt này. Đấy. Đâu nhỉ? Nó có nhiều loại lắm mà nhân viên lại không mang ra. Đấy. Đây nữa này. Đấy. Đấy, cái loại này nữa lại 260ml nữa. Đấy, các bác đặt hàng chụp lại màn hình giúp em ạ. Nó có rất nhiều loại nhé các bác nhé. Bình này đây, bình giữ nhiệt này. Còn đây là cốc giữ nhiệt các bác nhé. Cốc giữ nhiệt này. Đấy, hàng 100% chưa qua sử dụng các bác nhé. Chưa qua sử dụng luôn. Đấy. Này. Hàng chưa qua sử dụng luôn. Rất là xịn sò luôn. Đấy. Nhưng mà vỏ của nó là kiểu là nó là bãi, tại vì vỏ cái hàng này là hàng nó lưu kho tồn kho ấy. Đấy, bây giờ nó bán ra thì mình. Đấy, rất xịn sò đây. Có loại to hơn nhé. Rất nhiều màu sắc các nhé, màu trắng và màu hồng nhé. Đấy, loại này to hơn. Đấy. Thì cái loại bé này của Nhật này, bãi này thì là 150.000 một cái. Đấy, cái loại to hơn này thì là 200.000 một cái các bác nhé. 200.000. Còn cái loại to hơn nữa này thì là 300.000 một cái nhé các bác nhé. 300.000. Đấy, rất là xịn sò luôn. Đây em mở ra các bác xem này. Đấy, em lại không có tay chân cầm giá cầm nên là các bác thông cảm. Đấy. Nó là trong đấy này này, đựng được rất nhiều các bác nhé. Đấy. Đấy, 300.000. 300.000 một bình này. Đấy, sản phẩm rất là xịn sò luôn. Đấy, còn cốc giữ nhiệt này thì là rất là xịn sò luôn các bác nhé. Đấy. Cốc giữ nhiệt này. Đấy. Bình giữ nhiệt. Đây. Về rất nhiều hàng. Đấy. Rất nhiều hàng và rất nhiều loại các bác nhé. Đấy, các bác đặt hàng liên hệ với em Dân nhé các bác nhé. 0982834004 nhé các bác nhé. Đây số điện thoại của em đây ạ. Đấy. À, còn đây là bơm, bơm Kabushi. Đấy, các bác nghe tiếng đấy. Rất là khỏe, xịn sò luôn. À bơm. Nhầm. Đấy, Mitin ra bàn các bác nhé. Rất là xịn sò, khỏe mạnh. Đấy. Mặt hàng thì rất là đa dạng các bác nhé. Ở đây là chỉ có một số loại để em quay thôi nên là cũng không có nhiều.
Đấy. Còn tiếp theo em xin giới thiệu các bác là mẫu Atomat của Hàn nhé. Atomat của Hàn Quốc nhé. Đấy, mẫu này là 40A, em có 30A và 40A. Đấy, sản phẩm này em đang bán giá là 250.000 đồng một chiếc Atomat nhé các bác nhé. 250.000 một Atomat rất là nhạy và hiệu quả. Đấy, có thể có chống dập đây. Thông số đây. Đấy, thông số của nó đây. Đấy, các bác tham khảo. Đấy, Mỹ Gorilla đây đằng sau rồi có này, có chữ chìm của Hyundai này. Đấy, một sản phẩm rất xịn sò quá nhé. Đây, vỏ hộp của nó đây, trông nguyên đầy đủ đây. Em có 30A, 40A nhé. Trong này toàn chữ Hàn Quốc, em chả luận được là cái chữ gì. Đấy. Có ba em có 30A và 40A, sản phẩm rất là xịn sò luôn. Đấy, sản phẩm là 250.000 đồng một cái nhé. 2.550.000 đồng một cái át chống giật. À đấy, Atomat chống giật và chống chập. Đấy. Còn đây là thước kẹp điện tử các bác nhé. Thước kẹp điện tử này. Đấy, sản phẩm này em đang bán với giá là 160.000 đồng một cái nhé. Đấy, chất liệu thì không phải là bằng sắt, thép hay là gì đâu nhé. Đấy, chất liệu thì bằng carbon phi PE đấy. Đấy, rất là cứng chắc chắn nhé. Này cũng rất là cứng chắc chắn nhé, các bác không sợ, yên tâm là không sợ nhé. Hàng này là không phải hàng Nhật bác bãi có nhé, hàng này là hàng xuất Nhật thôi. Đấy. Thước kẹp điện tử chính xác nhé các bác, rất là chính xác. Đấy. Tiếp theo em xin giới thiệu các bác một mẫu mẫu cắt cành mới nhé các bác nhé. Tay chống trượt này. Mẫu tay này tay chống trượt này. Nó cũng có bằng cũng như một cái em 1330.000 màu trắng. Đấy. Đấy, thương hiệu là Kabushi. Đấy. Hàng rất là chuẩn luôn. Đấy. Có một số mà các bác mà đặt hàng với em là đấy, rất là ưng ý luôn với em này. Đấy. Các bác đặt hàng liên hệ với em dân 0982 834 004. Đấy. Đấy, bay tô bay chát này. Đấy, bay chỉ này. Đấy, khởi đây là khởi khởi bãi của Hàn này có nhé. Em này khởi bãi Hàn này. Đấy. Mang về nguyên đai bằng nguyên kiện có nhé. Các bác vệ sinh qua đi tí là sử dụng bình thường nhé. Đấy. Có thể làm lắp rất là hiện đại luôn, xịn sò luôn. Đấy. Đâu nhỉ? Đây. Thông số của nó đây. Em cũng không nắm rõ về cái thông số của cái khởi đâu nhé có nhé. Đấy, các bác thấy hợp lý là cái bác đặt hàng giúp em này. Đấy, thông số của nó đây. Đấy. Khởi Hàn bãi này. Đấy, LG này. Đấy. Em cam kết là gửi hàng đúng như hình ảnh nhé, trong video quảng cáo có nhé. Đúng như hình ảnh như trong video quảng cáo, đảm bảo với các bác luôn. Ừ. Tiếp theo là em xin giới thiệu các bác là mẫu xẻng sinh tồn có nhé. Đây, mẫu xẻng sinh tồn đây. Đấy, em giới thiệu nhiều rồi nhưng mà hàng vẫn còn nhé các bác nhé. Hàng vẫn còn. Đấy, xẻng sinh tồn. Đấy. Còn rất nhiều sản phẩm nhé các bác nhé. Sẽ còn rất nhiều sản phẩm đây. Dao gọt hoa quả nhé. Đấy. Các bác đặt hàng liên hệ với em dân ạ, 0982 834 004 các bác nhé. Đấy. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Đấy. Xin hẹn lại gặp lại các bác. À đây, quên, từ từ chưa hẹn gặp lại các bác được. Đây còn mẫu dao nhé, combo nhé các bác nhé. Đấy. Hàng mới về các bác nhé. Đấy. Các bác thông cảm là em sẽ bị một số sự cố nên là em sẽ kiểu là lúc mà nhân viên của bên đóng gói người ta đóng gói vào có khả năng là sót hoặc là bị lỗi nên là em sẽ bóc gói từng gói một ra em kiểm tra nhé, nên là các bác thông cảm nếu mà nhận hàng bảo là không còn túi bóng niêm phong các bác phải thông cảm cho em nhé, là em sẽ bóc hàng ra để kiểm tra trước trước khi giao cho các bác nhé, đề phòng là có một số trường hợp là bị lỗi vì lại hôm nay bị kiểu là bên giao hàng ấy nó làm hỏng làm bẹt sản phẩm đấy mang đến các bác rất là mang tiếng ra đấy, cũng không ai muốn đấy, những cái thế là về shop rất là thiệt hại rất nhiều nhưng mà không làm sao được đấy, do đơn vị vận chuyển quá ẩu đấy, đâm ra là bị dính mấy quả rồi đấy, rất là đen đủi đấy. Hàng em thì rất là nhiều đấy, mà mang một số mẫu phục vụ các bác thôi đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân 0982 834 004. Em vẫn nhận đơn các bác nhé. Các bác đặt hàng thì chụp ảnh màn hình lại giúp em. Rồi đơn thì chưa đi ngay được đâu nhưng mà em ra Tết cái là đơn vị vận chuyển cái là em sẽ gửi hàng luôn cho các bác. Đấy. Kéo cắt thực phẩm này. Đấy, kéo cắt gà cũng còn. Đấy. Bấm móng tay. Đấy, bấm móng tay thương hiệu Willing của Đức. Đấy, bấm móng tay của Đức. Đấy. Rất là xịn sò. Kéo cắt cành. Đấy, kéo cắt cành. Đấy, rất là xịn sò luôn.